Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Làng Nghệ Sĩ. Như quý vị cũng đã theo dõi chương trình, Làng Nghệ Sĩ luôn mang đến những câu chuyện thú vị, mang sắc thái khác nhau về tình yêu nghệ thuật của các cá nhân tập thể. Song tự chung vẫn là nỗi niềm khao khát được thể hiện, được sống hết với đam mê, sân khấu, dù lớn hay nhỏ, trong nhà hay ngoài trời, được các tiếng hát với họ là niềm hạnh phúc. Làng Nghệ Sĩ hôm nay xin gửi đến quý vị câu chuyện có màu sắc rất riêng về một người hay hát, thích hát và rất nặng tình với chiếc sông Lan. Dạ, đối với Danh là Danh rất là quý cái sông Lan. Là bởi vì Danh xem sông Lan như là tổ nghề của mình vậy đó. Tại vì ngày 12 tháng 8 âm lịch đó, Danh thường hay đi dân hương ở những nơi mà có tổ chức lễ giỗ tổ. Thì cái sông Lan, như mọi người cũng biết, nó là cái bộ gõ. Nó là cái nhịp, là cái trường canh cho người nghệ sĩ, cho người ca sĩ mỗi khi mà trình diễn một cái tác phẩm, một cái thể loại nào đó. Mà cái sông Lan nó là đơn giản, nó mộc mạc nhất, nó gần gũi với Nam Bộ nhiều, nó gần gũi trong cái đời sống văn hóa của mình. Cho nên là Danh cảm thấy là Danh sẽ sử dụng nó nhiều hơn để các bạn biết đến sông Lan nhiều hơn. Về chiến khu đê hai bên đường bằng lăng tím nở, qua bến đò ngang rồi xuôi dòng con sông nhỏ là đất Cù Lao trái ngọt cây lành. Bên lũy tre xanh còn chim hót trên cành, dưới cánh đồng thơm thơm mùi rạ mới, trai gái nhịp nhàng gặt lúa xa xa. Áo bạc màu như bạc cả đôi vai, vì thế hệ ngày mai phải lao động miệt mài. Ấm lòng thái nghĩa nước tình dân, khó nhọc chuyên cần cho đời sau hạnh phúc. Nói về tình yêu ca hát thì chắc có lẽ công nhân phải kể từ lúc mà Danh còn nhỏ xíu. Cái thời mà tivi còn trắng đen á, ông nào bà nội với ba mẹ mà bật lên á, là Danh cứ bám vô tivi coi suốt những cái chương trình, từ nhạc tới cổ là Danh coi hết. Dạ, rồi mãi đến khi mà mình tham gia các hoạt động đoàn, hội hay là phong trào của địa phương, thì Danh tham gia vào hoạt động ở đội văn nghệ Tân Quyên. Thì cũng từ đây, Danh nghĩ là Danh có một cái môi trường để mình được tiếp xúc với âm nhạc một cách đủ đầy và tròn trịa hơn, bằng cách là Danh lắng nghe nhiều giọng ca để từ đó mình rút ra cho mình nhiều cái kinh nghiệm. Bởi vì đến giây phút này thì Danh cũng không có một ai gọi là người thầy chủ chốt, mà ai cũng là thầy của Danh nếu như người đó đứng sân khấu, nếu như người đó là người có cất giọng hát lên hay là phong cách trình diễn thì Danh đều học hỏi. Và đến hôm nay thì do cái thời đại bây giờ thì công nghệ, Danh rất là nhiều cái phương tiện để tiếp cận với những ai yêu mến âm nhạc. Danh có thể lên trên YouTube, Facebook hay là TikTok để Danh sáng tạo những cái nội dung, những cái bài hát mà Danh cover lại để cho mọi người cùng lắng nghe và góp ý chia sẻ cho Danh. Danh chỉ đầu tư cho mình một microphone, một micro cũng như là một chiếc điện thoại hiện đại bây giờ đó, để mình có thể vừa ghi hình, ghi đường tiếng. Danh hóa trang thành những cái nhân vật, có thể là những thiếu nữ, cụ già, ông lão, bà lão hay là những người trung niên. Tại vì niềm đam mê của Danh là muốn nuôi cái cảm xúc những cái nhân vật đó để mình hóa thân vô những cái vai diễn đó, để mình lan tỏa một cái gọi là một cái nội dung, một cái thông điệp nào đó nó nhân văn đến mọi người. Thể loại nhạc mà Danh đam mê nhất đó chính là dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca. Đôi lúc nó pha lẫn trong đó là cả giọng cổ nữa, bởi vì Danh nghĩ đó là bản sắc dân tộc của mình. Lúc nhỏ là Danh tham gia những cái sân khấu hát với nhau. Lúc đó là nhịp Danh còn chưa chắc nữa. Lên sân khấu như robot vậy đó. Di chuyển nó không có tự tin, nhưng mà cũng nhờ những sân khấu này mà Danh học hỏi và từ từ mình trưởng thành, mình lớn hơn. Rồi những cuộc thi từ huyện tổ chức
từ tỉnh tổ chức, rồi đến những cuộc thi của Hội Nhà báo của tỉnh Bình Dương chọn danh để mà tham gia trong hội thi tiếng hát người làm báo toàn quốc. Và cũng may mắn là lần đó giành được giải bài hát mang âm hưởng dân ca hay nhất. Má dặn mà dặn con nghe, ngoài kia đời bao giông gió, phải lo tu thân giữ gìn, phải luôn yêu thương gia đình. Đời dù có nghèo hay sang, thì con ơi nhớ mấy câu má thương con hoài. Để hôm nay chân bước về qua hàng sầu đâu, má đâu rồi, bếp lạnh quán không than không dầu. Má đâu rồi, giật mình khói nhòe nhang cay, người đi đã mấy năm nay, lòng con ngày đêm thương nhớ. Má ơi, con về mà má nơi đâu? Thì Danh có từng tham gia những chương trình như là dẫn chương trình thời sự cho tỉnh nhà, cũng như là những chương trình FM của Đài Bình Dương trên kênh 92.5MHz, đó là Câu Chuyện Tình Tôi, Ca Nhạc Trực Tiếp Theo Yêu Cầu, hay là Câu Chuyện Truyền Thanh, hay là những cái tiểu phẩm an toàn giao thông. Thì đây là những cái vốn sống xã hội mà Danh được cập nhật từ đây, cũng nuôi dưỡng cho Danh rất là nhiều cái vốn sống. Đến với Đài Bình Dương là nơi mà tạo cho Danh cái sự vững vàng tư tưởng, gọi là tư tưởng chính trị, hoặc là những cái cốt lõi trong vấn đề cuộc sống này được góp nhặt qua những cái tin, bài, phóng sự hay là những mẫu chuyện. Thì đó là cái vốn sống cho Danh, để mà khi Danh cất lời hát lên thì đâu đó trong đó nó chứa đựng cái hồn quê ở trong đó. Danh sẽ nuôi dưỡng cái niềm đam mê này có thể đến cuối đời của mình. Tại vì Danh ở mức mình phục vụ công chúng ở tầm gọi là phục vụ thôi, chứ Danh không thể đi theo con đường chuyên nghiệp như những anh chị nghệ sĩ lớn tuổi. Bởi vì những giải thưởng mà Danh có được đó chỉ là cái niềm động viên cho Danh có thêm cái nguồn lực để mình học hỏi sau mỗi cái cuộc thi. Tại vì mỗi cuộc thi mình sẽ được ban giám khảo góp ý cho mình rất là nhiều kinh nghiệm để nuôi dưỡng cái niềm ước mơ của Danh thôi. Ước mơ là được sống, được sáng sân khấu, được đứng trên sân khấu để phục vụ, mang lời ca tiếng hát của mình đến với công chúng gần xa thôi. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở miệt giá dài, người con gái có ngon đơn thiệt ấy. Dẫu xa tôi vẫn đi tìm để được nghe tiếng đơn kiều. Cô ba có nhà trà cá, đời cần lao nước da mặn mà. Bàn tay chai bới cao muối đua, đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn nhưng vẫn cười đùa. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu, mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Cho tôi yêu cô gái Bạc Liêu, không đẹp như tiên nhưng ăn nói thiệt có duyên. Đi xa nói về Bạc Liêu, lòng sao xuyên nhớ quê hương nhiều. Dù trăm năm vẫn còn tiếng tăm, về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu. Thế gian đâu dễ phai tàn, bài giả cổ hoài làng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Là Nghệ Sĩ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.